Chào mọi người, rất là nhiều bạn là bị ngứa này, rồi là bị ngứa khắp người đấy ạ. Nhưng mà khi mà gãi thì nó lại chạy lên khắp nơi các bạn ạ. Nó gãi chỗ này nó lại chạy lên chỗ kia. Và đi khám thì người ta không khám ra bệnh gì cả, hoặc là có những người người ta lại khám là ra liễu bị ngứa, nhưng mà uống thuốc rồi dùng thuốc mãi không khỏi, thì đó chính là triệu chứng của ký sinh trùng các bạn nhé. Ký sinh trùng thì nó có nhiều nhiều dạng các bạn ạ, nó có nhiều dạng. Thì khi mà chúng ta mà đi bệnh viện thì tất nhiên là xét nghiệm máu là nó sẽ không ra bệnh rồi. Thế là nếu mà chúng ta mà bị những cái ký sinh trùng vào trong cơ thể thì rất là nguy hiểm. Do vậy mà nếu mà chúng ta phòng trước thì sẽ tốt hơn. Do vậy là ai mà đang có các cái triệu chứng như mình vừa kể thì chúng ta có thể dùng đủ liệu trình detoxing luôn các bạn nhé. Đây là cái thuốc diệt ký sinh trùng tốt nhất hiện nay, đây là hàng của Hendel, tập đoàn tại Nga các bạn nhé. Đây là thuốc diệt ký sinh trùng vô cùng hiệu quả luôn. Thì sau một liệu trình 3 lọ là các bạn có thể là thay đổi hoàn toàn rồi, có thể là chúng ta kết hợp cả bên trong bên ngoài là sẽ ok hơn rất là nhiều. Mà nếu mà còn thắc mắc cho cái bệnh hoặc là cho cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 38298. Xin chào mọi người.